Hello, các bạn chúng ta chơi Fire Alien. Trời. Trời, ui, đây đây. Hai con. Hai con người hành tinh. Tiếp đây. Chỗ nào rồi? Chỗ này là đang đến chỗ để xây dựng kim tự tháp này. Đúng rồi, họ là những nô lệ. Chúng ta quay trở về cái thời kỳ của ngày xưa. Thời kỳ có các pharaoh. Tiếp tục đi. Có vũ khí mới rồi. Ủa, vào chỗ nào đi. Mất sóng rồi các bạn. À, đây đi, đây. Qua cái gương này phát hiện được người hành tinh. Trời, trắng đấy. Tỏi luôn. Người đang tắm này. Xong. Vẫn còn à? Áo đi. Đây này. Và sang một cái khu khác. Rồi bắn nhầm. Phêu. Đấy, đấy, bắn nhầm cái thế. Ủa, có một cái không gian. Ui, một người hành tinh rất to kìa. Tượng luôn này. Khó bắn này lắm à. Bắn trúng. À đây, đây đây đây. Có một con giả dạng đây. Xong chưa? Chưa xong à? Wow, một cái tượng này to bắn cái đây chăng? Win đây. Đang chơi xe rock. Bịt chỗ này. Ủa sao thế? Kéo này xuống nhá. Vẫn bị đốt các bạn ạ. Vừa phải bọc cái tổ ong này nè, vừa lại chắn được cái chú chó này rơi đó, vẫn không thành công. Màn này cực kỳ khó. Vẫn có một chú ong loạt. Thành
công rồi đấy. Khó khăn nhỉ. Khó khăn nhỉ. Cái màn này. Chúng ta phải vẽ thế này. Càng sang cái màn sau thì càng khó. Bóc cái này à. Không được 3 sao, được 2 sao thôi. Nhạc to thế. Lọt thỏm. Kì đó sẽ đọc. Chúng ta tiếp tục chơi alphabet off. Ôi thế đã bị ăn rồi. Cái này nó vĩ thôi các bạn ạ. Vĩ thôi các bạn ạ. Rất là nhanh. Bravo. 3. Ui, nhầm nữa. Chọn lại nha. Mình đi chọn cái băng dán này nhưng mà sợ nó không chắc. Một tảng đá chặn đường sao? Ủa?
thắng không? Ô, được. Bộ lạc này là bộ nhạc lạc thích nghe nhạc. Nó bị chói mất rồi. Xong được à, chúng ta chơi Alphabetor. Game này chắc là chơi được. Kéo xuống tí. Cách này mình chơi một lần rồi thì... giống trò Rainbow Friend cái nó móp ở đây. Chắc đây là một hãng game rồi. No, đưa ra. Không, là nước mắt rồi. Anh ăn cái con đường. Rất là nhiều màn này. Ui thiếu. Gì thế này? Bộ hiện quảng cáo ra.
Vân kìa. Quái Vân đầu lâu à? Thấy con à? Ê! Đây là da của mình sao? Tách kẹo. Ôi ôi ôi. Lâu lắm không chơi cái màn này. Stop phát nhỉ. Ui 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 ui. Chạch đường rồi. Công luôn này. Chết. Ui. Chuyên gia thất bại. Đó thôi không chơi mà này chơi Red Line Green, Green Line. Còn game nào không? Stick War. Hả chứ? Tăng tốc này, tăng tốc đánh này. Cái địch cũng thế này. Gạt cái này lên này, tăng tốc độ đánh này. Bên mình còn chưa dùng bot leader ra luôn. Bên kẻ thù thế nào. Ok. Attack. Ui xôi, nhanh à. Đội hình này sao? Ui. Từ từ, đánh nhau rồi. Ôi, mình thua. Mình thua các bạn ơi. Này mình gọi hàng trăm nghìn chiến binh nhiều được. Không đấy. What?